Anh em ruột thịt thân thiết mấy, chớ dại tiết lộ hai điều, không nợ ba món. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Kính thưa quý vị, mối quan hệ anh em ruột thịt trong nhà luôn là một tình cảm thật sự thiêng liêng. Có một người ruột thịt chênh nhau vài tuổi, vừa là anh chị em, vừa có thể là bạn, nghe chẳng phải rất vui sao? Đã bao giờ bạn cảm thấy may mắn vì trong nhà có anh chị em chưa? Có một người ruột thịt tầm tuổi mình, vừa là anh chị em, vừa có thể là bạn. Nhưng người ta thường nói rằng, dù mối quan hệ thân thiết đến đâu, với anh em ruột thịt trong nhà cũng có những điều bạn đừng nên tùy tiện tiết lộ. Hãy cùng xem đó là những điều gì, quý vị nhé. Thứ nhất, hai điều không tiết lộ. Một, không tùy ý tiết lộ về thu nhập và tiết kiệm. Một bạn đọc từng viết những dòng chia sẻ rằng anh và anh trai của mình dần xa cách hơn và anh cảm nhận được rõ là từ sau khi anh đặt vấn đề vay anh trai 200 triệu, anh cho rằng anh trai mình từng đi nước ngoài làm việc, giờ về nước chắc chắn thu nhập rất cao, ắt hẳn phải tiết kiệm được rất nhiều tiền. Một lần, nghe phong phanh anh trai mình được thưởng Tết hơn 150 triệu đồng, lớn hơn cả tiền lương trong một năm của mình. Người em trai liền đề cập việc hỏi mượn anh trai. 200 triệu không phải số tiền quá lớn, đặc biệt với người có thu nhập khá như người anh trai. Nghe đến đây, nhiều người có thể trách rằng anh trai có gia đình riêng, không còn quan tâm đến em mình, không cho vay, quả thực có phần lạnh lùng. Tuy nhiên, đọc tiếp những dòng chia sẻ sau, người ta mới thấy được người em đã không hiểu những khó khăn của anh trai mình, chỉ xem xét vấn đề dựa trên quan điểm của bản thân. Vợ chồng người anh trai sống và làm việc ở thành phố đắt đỏ, thu nhập của hai người đều không thấp, nhưng với chi phí sinh hoạt ở đó, cộng thêm nuôi con và trả nợ mua nhà, thực sự không còn để được là bao. Người em trai khi biết anh được thưởng Tết cao, liền hiển nhiên nghĩ rằng anh chị phải tiết kiệm được rất nhiều và 200 triệu kia có đáng là bao. Tuy nhiên, anh không hề đặt mình vào địa vị của anh trai mà suy nghĩ, không nhớ rằng vợ chồng anh chị lên thành phố lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, không được nhờ bố mẹ như mình ở nhà. Nhiều người chỉ nhìn thấy vẻ rực rỡ của người khác ở bề ngoài mà không biết được những vất vả khó khăn đằng sau đó. Người em trai trong những dòng chia sẻ này chỉ đứng trên quan điểm của riêng mình mà nhìn cuộc sống của anh trai, để rồi không hài lòng khi bị từ chối cho vay tiền. Nhận thức khác nhau, môi trường sống khác nhau, quan điểm về mọi sự tự nhiên cũng sẽ khác. Dù bạn có tiền hay không, việc tùy tiện tiết lộ thu nhập và tiền tiết kiệm của mình cũng không phải là điều tốt. Hãy im lặng và giúp đỡ anh chị em của bạn khi có thể. 2. Không tùy ý nêu ý kiến về anh chị em. Có người cho rằng anh chị em ruột thịt thì dù thế nào và ở bất cứ nơi đâu, tình cảm sẽ không bao giờ phai nhạt. Ngay cả khi trưởng thành và có gia đình riêng, họ cho rằng cũng không có điều gì cần phải giữ ý trong mối quan hệ này. Người anh nọ vì không vừa mắt với em trai mình nên đã thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng. Anh nói em trai mình cần làm gì và không được làm gì, nhất là trên bàn ăn. Khi rượu vào, lời ra, cuộc nói chuyện càng đi xa gốc của nó. Một bên không ngừng chỉ trích cho rằng đối phương là em mà không biết nghe lời, một bên không thoải mái và cho rằng anh trai không hiểu và không nghĩ cho mình. Nhớ rằng, trong những năm tháng đi học và đi làm, các bạn dần có khoảng cách với anh chị em của mình. Những năm tháng không sống chung dưới một mái nhà đó, mỗi người đã có cuộc sống riêng của mình. Các bạn biết ít hơn về nhau, nên đừng vội vàng mà phán xét hay chỉ trích người khác. Khi bạn không ngần ngại nói với anh chị em của mình những gì bạn nghĩ về họ, họ sẽ nghĩ rằng bạn đang kiểm soát quá nhiều, phán xét họ trong khi không hiểu họ. Bạn làm như vậy, ngay cả khi xuất phát từ ý tốt, đối phương cũng sẽ không hiểu lòng tốt của bạn và thậm chí muốn đẩy mối quan hệ ra xa. Những gì bạn nên làm
là nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác. Thứ hai, ba điều không nợ. Một, món nợ tiền bạc. Anh em ruột thịt trong nhà đôi khi không cần rõ ràng về vấn đề tài chính, song vẫn có những khoản phải sòng phẳng. Xin là xin, cho là cho, còn vay là phải trả. Có như vậy thì tình cảm mới bền lâu được. Bạn đừng nghĩ rằng sòng phẳng quá sẽ khiến anh em mất vui. Trái lại, đó chính là điều giúp niềm tin được bồi đắp. Hãy nhớ, đừng vì tiền bạc mà khiến thứ tình cảm đáng trân trọng cả một đời bị đánh mất. Cho nên, dù là người thân đi chăng nữa, thì hãy rạch ròi các món nợ tiền bạc. 2. Món nợ ân tình. Món nợ ân tình cũng là điều mà bạn nên tránh. Đã là bạn bè, chiến hữu, thì tốt nhất không nên vướng vào món nợ ân tình. Thế nhưng, với người thân thì làm sao mà tránh được món nợ ân tình này? Bởi đã là người một nhà thì thường làm mọi chuyện cho nhau mà không toan tính, không đòi hỏi hay yêu cầu phải đền đáp. Vì thế, chúng ta càng nên sống một cách trọn vẹn với lương tâm của mình. Đừng ỷ lại, đừng nghĩ đó là bổn phận hay trách nhiệm của họ. Người giúp ta một thì ta phải trả một hoặc gấp đôi, hoặc thậm chí là hơn nữa. Thế nhưng, có những ân tình mà cả đời này chúng ta không thể báo đáp, đó là công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên phải biết trân trọng sinh mạng của mình, không ngừng cố gắng để sống thật tốt. 3. Món nợ trách nhiệm. Cuộc sống giống như một bộ phim dài tập, và mỗi người lại đảm nhận một vai diễn khác nhau. Từng vai diễn lại có những nghĩa vụ và trách nhiệm khác nhau. Nếu bạn là cha mẹ thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, cũng như định hướng tư tưởng cho con mình, để con mình có thể trưởng thành trong môi trường tốt, nhận được nền giáo dục văn minh, đúng đắn. Còn nếu bạn là một người con thì phải có trách nhiệm hiếu kính, chăm sóc ông bà, cha mẹ, những người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng bạn. Tuy là vợ chồng thì phải có trách nhiệm thủy chung, tôn trọng đối phương, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, buồn vui của cuộc sống. Nợ trách nhiệm là không hoàn tất trách nhiệm của mình trong vai mà bạn được giao phó. Quý vị thân mến, phúc tướng không chỉ là bẩm sinh mà còn hình thành từ những hoạt động bình thường như cười, nói, ăn uống. Vì vậy, nếu thay đổi những thói quen này một chút, bạn không trở nên lịch sự, duyên dáng hơn mà còn giúp mình ghi điểm hơn trong mắt mọi người. 1. Tướng ăn. Người có phúc tướng thường ăn chậm, nhai kỹ, từ tốn thông thả thể hiện cuộc đời an nhàn, không sân si hơn thiệt với đời. Cũng có người ăn nhanh nhưng gọn gàng sạch sẽ, không nhai ngồm ngoàm, ăn lấy ăn để cũng là một tướng tốt. Khi ăn cũng đừng nên quá kiểu cách, giả vờ hay yểu điệu quá mức. Đó là tướng xấu, chứng tỏ tâm của những người nhỏ mọn hay ghen tị, so đo. Khi ăn cũng tối kỵ những điều sau: ăn lúc trời sẫm tối mà ngồi quay lưng vào ngọn đèn hay tường. Quan niệm người xưa cho rằng đó là cách ăn bóng không tốt. Khi ăn đừng nên nhìn quanh quẩn, láo liên, vì đó là tướng khổ nghèo. 2. Tướng nói. Người có phúc tướng khi nói chuyện rất thoải mái. Nói với ai thì mắt hướng về phía người đó, tay chân đặt để tự nhiên không thừa thãi. Bạn trẻ hiện đại hay có thói quen nhíu trán, nhíu mày khi nói chuyện. Đây là tướng không tốt, cần sửa đổi. Nói quá nhanh, nói bằng giọng mũi thều thào cũng nên bỏ. Nói mà không nhìn đối phương, nghĩa là có chuyện muốn che giấu hay không tôn trọng người khác. 3. Tướng đi. Dưới mắt các nhà nghiên cứu nhân tướng học, con người có cách đi vội vã, vội vàng là biểu lộ của người có tính tình khá nóng, dễ nổi giận và hay gây sự. Nếu đi như chạy, càng khổ nữa, vì dễ làm đổ tiền, đổ gạo, rơi vãi trên đường. Tới đây, quý vị cũng đừng có cái nhìn quá một chiều về những điều không tốt của tướng đi đó. Vì nếu người có tướng đi nhanh như vậy, thậm chí lúc nào cũng như muốn vượt lên phía trước, đành rằng cũng khó mà giàu lên, nhưng lại là người biết nhìn xuống, có lòng thương kẻ nghèo hơn mình
và biết ứng xử nhanh nhẹn. Người có dáng đi đổng đảnh như các chú vịt là người rất thích quyến rũ kẻ khác giới. Người có dáng đi uốn éo như rắn, với cái đầu động đầy nhẹ theo từng bước chân, là người có trái tim lạnh, thường mưu lợi riêng cho mình, dù phải gây thiệt thòi cho kẻ khác. Đi như con hạc, chân cất cao khỏi mặt đất, là người thích giấu mình trong đời sống nội tâm, kín đáo và khó chinh phục. Đang đi mà đầu thường cúi xuống, lại hơi nghiêng về phía trước, là người trầm mặc, mộng mơ và hay thay đổi bạn tình. Đi mà từ bụng tới mông đều nhích động nhẹ nhàng, là người vui vẻ, nhẫn nhịn và biết chiều chuộng bạn đời. Đi với bước chân kéo lê trên mặt đất một cách chậm rãi, là người đa cảm, dễ hờn, dễ giận, nhưng cũng dễ dỗ dành và rất chóng nguôi ngoai. Đi mà lưng thẳng, với những bước chân đều đặn hướng tới trước, thân người tới sau, là người có biệt tài nào đó, có tính cương nghị, nhiều thành công và là chỗ dựa đáng tin cậy cho người bạn trăm năm của mình. 4. Tướng ngồi. Tướng ngồi không yên với cái đầu, chốc chốc lại lắc qua lắc lại, là người làm ăn khó nên nổi, tiền bạc hao hụt nên làm lành tu phước để hóa giải. Người ngồi nghiêng qua một bên, khi bên trái, lúc nghiêng bên phải, dầu không bị tật. Đó là tướng của người không được may mắn, thường gặp đổ vỡ trong hôn nhân và bất lợi trong công việc kinh doanh mua bán. Người ngồi vững như bức vách, như trái núi, đứng lên có dáng thẳng người, điềm tĩnh, đi nhẹ nhàng thoải mái, là người có phong thái sang cả tướng quý. 5. Tướng cười. Nụ cười của người có phúc tướng là cách cười tự nhiên, sảng khoái. Khi cười, ánh mắt cũng cười theo. Lúc cười lớn, tiếng cười thường trong trẻo, có độ vang, và nụ cười thường xuất phát từ cái tâm chân thành. Niềm vui chan hòa thực sự sẽ mang lại vận khí tốt cho chủ nhân. Những người hay cười vì xui xẻo, thất thố của người khác, gọi là nụ cười thâm độc, từ từ sẽ rước nghiệp vào người. Cái cười của Hoàng Thư trong truyện Kiều là một tướng dữ, ngoài thì thân thớt nói cười, nhưng trong lòng nham hiểm, giết người không giao. Cái cười chỉ động nhẹ khóe môi mà vai lại rung lên là tướng của người nhiều toan tính, lạnh lùng, tính toán, mưu sự ngầm bên trong, để hướng đến thành công của mình mà không ngại làm hại người khác. 6. Tướng ngủ. Tướng ngủ cũng phần nào tiên đoán được cuộc đời của một người giàu sang hay hèn mọn. Quý tướng là người có dáng nằm thanh thoát, mắt nhắm, môi ngậm, thần thái thoải mái, bình yên trên gương mặt. Người hay nằm ngủ nghiêng về bên trái, hai chân duỗi thẳng, tay trái đặt xuôi theo thân mình như tướng nằm của Phật. Hai môi ngậm như mỉm cười khi ngủ say, đó là phúc tướng của người trường thọ, thông minh, có trí tuệ. Ngoài ra, ngủ nghiêng, thẳng cổ, thẳng lưng, không được rút người lại như dấu hỏi, cũng là một tướng ngủ đón rước phúc vận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.